20.000 được dĩa mít nè. Dĩa đây chắc cũng được do là còn hột nữa đó. Chứ cũng được 2 kg. Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì mít đỏ đó cô chú. Lần đầu tiên cuộc sống Sài Gòn TV mình thấy có loại mít đỏ á, bởi vì mình đi trên đường thì mình thấy người ta bán rất là nhiều luôn. Từ hôm nay quyết định là mua một trái. Người ta mới vừa ship tới luôn. Trái đây là mấy trăm ngàn mẹ? 370.000. Trời ơi. Trái mít này 370.000 nè cô chú. Gần 400.000 trái mít nữa nè. Chắc cũng được mấy ký? 5 ký 3 hả? Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra thử xem là mít đỏ nó như thế nào nha. Trời ơi, mít đỏ. Trời ơi. Có cái miếng gì chùi không? Cái bô nó dạo. Bô nẻ hả? Rồi, đó, đây là mít đỏ nha cô chú ơi. Mít đỏ nó khác với mít Ủa sao nhiều quá hả? Sao nhiều quá phải không? Để bà coi thử bà chụp mít đỏ. Ôi lạ quá hả? Trời, lần đầu tiên luôn á cô chú, lần đầu tiên mà cuộc sống Sài Gòn TV ăn cái loại mít đỏ này đó. Thấy người ta bán nhiều lắm cô chú. Anh chị. Mà sao mít này có gì đâu mà người ta bán rét dữ ta, giá cao dữ ta. Nó khui rồi, nó món tới 160 ngon ký. Khui à, khui ra bấn muối đó hả? 160.000 hả? Dạ, đây cô chú ơi. Ngọt lắm. Chị đâu mà ấy con. Ngọt lắm. À mẹ cái cơ. Nhìn cũng hấp dẫn ha. Nó rất là ngọt luôn. Cái này mẹ mua online hả? Chị nó chỉ quen. Quen hả? À ship tận nơi cái gì? Gần 400.000 cho mít. Rồi. Đây. Đây là lá mũ. Cắt ra. Bắt đầu mình lọc xong mình bỏ vô trong này nè, để tủ lạnh. Ngủ quá. Mít đạt, mít đỏ đây là mít của nước nào ta? Hay là của Việt Nam mình? Vâng, để mẹ lọc đó con. Dính mũ. Dính mũ đài hết. Ấy cái vỏ sao mà không chín mấy lắm. Lạ. Ăn thử cho biết mít đỏ. Ăn thử cho biết mít đỏ được chưa? Ăn thử cho biết mít đỏ. Gôn, ăn thử cho biết mít dạ, đỏ rồi. Nè, con ăn mít này chưa? Chưa, đưa trên Gôn đi bà. Miếng to nhất rồi. Từ từ cô Liên của làm sao mà hả? Cô cắt ra là mình thưởng thức. Có hạt nè. Để một chỗ khi khách lên khách xuống. Chỗ lột ra nè. Thì nó cầm lấy miếng đó, tự nhiên. Ngon quá hả? Đây, miếng mít của chúng ta đây. Đó, miếng mít đây của chú. Cô chú này ăn mít đỏ lần nào chưa? Mít đỏ mà có màu cam hả? Trời, to hơn. Mũ không là mũ luôn á.
to nha, dính mũ nha. Mới là mít ngon, không có mũ là không. Rồi, đây, mũ đây. Lạ quá. Cũng giống như mít Việt Nam mà thôi. Chua chua không? Cái hột mít á, mình luộc lên mình ăn á, ngồi phòng lạnh đồ hấp dẫn á. Vô cùng quá. Ngọt hơn mít thường nhiều quá chứ. Không dạy nhưng mà ngọt. Ở quê, hồi ở ngoài quê á, ở nhà thường hay có mấy cái mít á, mỗi lần mà đi học về á, nó mùa nó chín á, trời ơi vui lắm, trèo lên đi vỗ mít hoặc là nghe mùi thơm. Bây giờ tìm đâu ra nữa. Nó kìa giống mới mà. Hả? Giống mới hả? À? Ở dưới miền Tây hả? À? Thấy bán nhiều lắm. Để bán ngoài trên đường Trần Chu Soạn á, đi lòm á, thấy bà con ở dưới miền Tây á, lên á, chỗ đó khu đó bán mít nè, bán nói chung là rất nhiều loại trái cây ở dưới miền Tây lên á. Nhưng mà mình không dám mua, mình sợ thuốc. Cái này là của cái chị khách hàng của miền Tây á, nhà bà trồng An á. Mình thấy bà An ngon quá, mình thử, mình để lại cho. Lúc trước á, mà mít mà mình tự trồng á, thường hay trồng ở ngoài quê á, trồng mít mít ướt ráo nè, mít mặt nè đó, rồi nó khác là tới lúc mà nó chín cây á, chín cây là mình hái xuống vui lắm, đặc biệt là mít ướt trèo lên rớt xuống mà nó có bịch cái là xong. Không nó luôn, em không nói giỏ mít kìa. Đó. Giò mít chiên nhưng mà là ốc chiên, giò mít mà ăn gì? Tại cũng có người đi cỡ đó rồi. Nói giò mít ta dưới thì mình chơi rồi, tôi không muốn bắt được người thua quỳ để có người đi cỡ. Bữa nào đi quay chầu riêng, xin mấy cái giỏ chầu riêng về á. Đem mấy cái giỏ chầu riêng về ba đĩa đây nè. Rồi hai đứa bằng con lì á là ba phát quỳ. Quỳ đi cái giỏ sầu riêng á là nhớ liền. Không. Cái cây nó dài. Mít này nó hụt nó dài. Đủ quá. Cái cây mới. Ờ, cơm nó dài. Ngon. Mát ghê nhỉ. Mát tương đương luôn. 160 ngàn ký. Tinh cũng rồi. Ngọn cái đây đỏ không nữa gì đâu. Nó lỡ rồi sầu riêng hết. Sầu riêng là vua của các loại trái cây rồi. Lột ra sầu riêng mà nói chi nữa. Lần đầu tiên ăn đợi thử đây có mất nữa. Không giống ăn, thấy mát quá. Bán nhiều lắm, thấy ngoài đường bán nhiều lắm. Nhưng 160 ngàn một ký là cũng hơi cao á. Thấy cũng được mấy muối đâu mà ăn không? 160 ngàn là mít lọc ra rồi ba, lọc sẵn hết, chỉ còn cái muối thôi, không có hột luôn. Bỏ hột luôn á. Thì anh này từ nãy mẹ lọc ra mấy muối mít đâu, hơn nửa trái mít rồi, nửa trái mít rồi mà còn có nhiêu mấy đâu nhiều nè. Mẹ lọc cũng phải lấy hết cái sơ ra luôn nè. Từ đó. Ừ, lọc ra lấy hết cái sơ, lấy hết luôn cái hột bỏ ra ngoài luôn, con nó ăn cái xong nó lấy ra thôi, khỏi cần cái hột. Vì cái hột nhiều lúc nó tròn tròn á, bên nó ăn không biết bên ăn mấy công. Mày làm sao làm gì vậy? Cắt nhiều muối.
muối chiên ăn là gò ngũ cay, hiểu không? Gò ngũ cay, gò chân cay. Cái này là gò chân cay hả? Món chay á hả? Ừ. Giờ giờ đó muốn cho anh tiếng rồi cái ban đầu gà đinh cay sao mít mà gà đinh cay sao nữa trời, vậy là không có tuổi thơ rồi. Ừ. Bây giờ đó tự gì sao mít tuổi thơ cực khổ mới biết chứ, ở sung sướng là người biết. Ở này anh ba thấy sao hay không à? Sao nhiều quá không không được ờ cô chú nhìn thấy không cận cảnh anh đây nét. Ừ. Chứ anh biểu cái mít mà nó có muối thấy thì thôi chứ. Ừ. Nó cũng phải có sơ có muối. Ngọt. Ờ ăn mấy muối vừa vui thôi. Ăn nhiều quá không tiền. Ở trên Lào cái cốc tớ quá cần. Ừ, chỗ cái cốc ở trên Lào nó mới thấy tớ gà nó tớ luôn. Không thấy muối, không thấy ló luôn hả? Ừ. Bữa nồi bứng qua miền đất trồng. Cái thằng tở ấy tở ấy cái đúng rồi, tở nguyên nó thùng á. Qua bên đồ đất. Ừ. Đồ đất trong nó trồng. Trù và nó màu không? Bịch mình trồng ở trên cái vỏ mà trên cái Lào, trên cái lào trên lào mà trong cái thùng xốp mà mấy năm nay mà nó là trớ quá trời là trớ, mà cái đó là bỏ dưới đất là thôi đó, khó nói luôn, quanh năm suốt tháng thiểu cay thiểu cay đó. Được mấy muối hai lắm ngài, chị chỉ hai lắm sao lấy cái miếng này còn à, thường là ông ngồi quê mà lấy lá mít để sợ để chờ thì lá của nó là chờ nó bữa ấy chúng ta bà là lấy không lấy dầu quả. Hả? Lấy cái mô ni lông. Mô ni lông bỏ vô hả? Đúng rồi. Thấy mấy cô đi đường thấy mấy cô lọc nhanh lắm, lọc vèo vèo luôn. Còn chuyên do bán mít mình do văn phòng mà. Đó, hôm nay bỏ tiền mua trái mít đỏ gần 400 ngàn. Tưởng tức hơn. Như thế nào? Dạ. Như màu cà rốt hả? À, như màu cà rốt á. Ừ. Nhưng mà nó ngọt, nó ngọt. Cái cây nó dài hơn mít. Dài. Ừ. Mùa quê mình không biết cái loại này đâu, mùa quê mình không biết là có không? Chưa có đâu. Giống này bà con nhiều lúc bà con trồng cái cây nó lùng tục quá hả? Dọn giống như mít Thái á. Cây lùng tục à. Dạ, thôi em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú. À, hôm nay chia sẻ cho cô chú cái mít Thái, quay cho mít mít đỏ. Lần đầu tiên gần 40 tuổi mới thưởng thức thử cái trái mít đỏ như thế nào. Gần 40 nồi bánh chưng. Dạ, mấy con mít thì nó mới rồi à. Mít này có 1-2 năm nay thôi hả? Ừ, nó mới có mà. Cái cơm nó dài lắm. Ừ. Cơm dài, cơm dài. Dạ, sau khi ấy xong là được dĩa mít nè cô chú. Ôi, ôi, hấp dẫn quá hầm. Gọi là mít đỏ. Mít đỏ thì mình thấy nó mít này mới ra mấy năm thôi. Đây là đó, 400 gần 400 ngàn nè, gần 400 ngàn là 375 hả mẹ? 370 ngàn đường dĩa mít nè. Dĩa đây chắc cũng được do là còn hột nữa đó, cũng được 2 kg. Hấp dẫn quá. Cô chú anh chị và các bạn nếu mà có dịp mình mua thử mình thưởng thức cái mít đỏ này như thế nào nha, cảm nhận ra sao. Ừ. Nhưng mà em thấy cũng rất là ngon.